tôi nghĩ là con là người đầu tiên đi núi qua. Trước giờ có đi lần nào không? Không có đi mình lên rồi, con đi với mẹ con. Có đi mình lên nữa sao? Dạ. Có đi núi này không? Đi bạn con á. Có đi hả? Không, nhưng mà không lên tới mấy chỗ này. Dạ. Kiểu lên tới núi Cấm rồi. Đi tới chỗ chỗ Đức Phật Di Lặc đó phải không? Dạ, lên xuống đó rồi. Dạ. Chứ không có đi vô mấy cái ngõ ngách này, không biết đường đi nữa. Bởi vì phải có người hướng dẫn mới biết đường đi. Các quý vị đoàn chúng tôi đây là cái top cuối cùng. Chúng ta sẽ ráng một chút xíu nữa thôi là chúng ta sẽ tới chùa Phật nhỏ. Dạ. Chuyến này sẽ cho quý vị viếng chùa Phật nhỏ. Dạ. Ngày xưa thì trên núi Cấm này chỉ có hai ngôi chùa. Một là chùa Phật lớn, hai là chùa Phật nhỏ quý vị. Chào quý Phin nha. Chào. Dạ. Mình rất là hữu duyên, bữa nay mình đi chùa Phật nhỏ, mình là vô làm lễ tại chùa Phật nhỏ luôn. Rồi, chào anh Tùng Quê đi quý vị. Chào. Chào. Gặp quý vị là chúng tôi rất là may mắn. Anh Út Tấn của chúng tôi ở lọc phía sau. Rồi quý vị, con đường rất là chân chạch nhưng mà chúng tôi đã qua. Mình ra trước mình làm lễ cái mình hả vô hả ta? Thì mấy tính gì thì chú làm theo vậy. Hết chưa? Mình dứt chưa? Chưa. Chú tính gì thì làm theo vậy. Còn một phưởng cho đuôi. Bác cù. Chúng tôi quý vị đã tới chùa nhỏ rồi bây giờ.
Rồi chào luôn. Rồi mình đã thành công. Quá thành công luôn. Một con đường rất là bạn thắng hả? Một con đường mình chạy qua là quá hứa mưa chân chật. Giờ đây đã tới một con đường thẳng. Kính thưa quý vị thân mến, giờ đây thì đoàn của chúng tôi đã đến nơi đây là chùa Phật nhỏ nha quý vị. Bây giờ mình đồng này cũng đủ hết chưa? Cái này đủ cái gì chúng ta bắt đầu vào chương trình lễ cúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các vị trụ trì nơi chùa Phật nhỏ, kính thưa anh Sáu là đại diện cho người lớn tuổi trong đoàn, kính thưa các chị cùng đem kéo trẻ lên. Giờ đây thì đoàn du sang của chúng ta đã đến nơi đây là chùa Phật nhỏ. Trước là kính chiếu lễ bái, sau chúng ta cầu nguyện cho cô sở chân em. Giờ đây đang đứng trước chánh điện, kính mời toàn thể chư quý vị thân trang nghiêm tâm thanh tịnh hướng về chánh điện sáng ba sáng. Quỳ đó coi cụ khô kính thỉnh đồng quỳ. Kính thỉnh toàn thể chư quý vị chắp tay lên trán thành tâm khẩn nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Thượng Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Và hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm Quý Mão, đoàn chúng con có đến nơi chùa Phật nhỏ trước để chứng kiến lễ bái, sau chúng con cầu nguyện cho bất thế dân an, nhờ ơn các ngài gia hộ cho thế giới được hòa bình, đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, nhà nhà được an cư lạc nghiệp, bá tánh vạn dân từ tâm ba cái giải thoát mê đen, và gia hộ cho chủ quyền đất tổ chúng con sớm nghĩa tách đường duyên siêu sanh tịnh độ, và gia hộ cho phụ mẫu chúng con tại đường được tăng long phước thọ, phụ mẫu quá quán được trực giảng Tây Phương, và cha hộ cho đoàn chúng con trên đường đi được mạnh lành, khi trở về nhà phát tâm tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Kính mời vị xá bốn xá thay cho bốn lại thành tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Kính mời vị xá ba xá niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Bi Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính mời vị xá ra phía sau lưng hướng thông thiên, kính đến ngôi thông thiên để kính lễ ba sa. Kính mời quý vị xây vào bên trong, hướng đến tất cả các ngôi thờ bên trong, chúng ta thống nhất kính lễ chung ba sa. Và buổi lễ cầu thống đến đây thì đại viên mãn. Kính mời quý vị từ tiền Nam Mô A Di Đà Phật. Cái lúc về chùa Phật nhỏ có một vị Phật cũng ngồi đó mình. Kính thưa quý vị,
mấy năm về trước nơi chùa Phật nhỏ chưa có điện nha mọi người. Bây giờ thì chùa Phật nhỏ đã có điện rồi. Mô Di Đà Phật. Cưng hút ra sao cho? À, cái đội đoàn chúng tôi đang dùng cơm mọi người. Nói ra thật ra cái đầu của chúng tôi gan lắm cái gì. Không đi là đi, không sợ ai chứ. Cái đồ quý vị đầu chúng tôi bắt đầu lên dầu chân thần nha quý vị. Chào. Chào. Rồi đi lên, lên đường cho thằng, chỉ có một đường một thôi. Dạ, cảm ơn nha. Xíu mà ra đi, không sao đâu. Tăng tốc đi về. Rồi tăng tốc đi. Có gì bạn về mình tính. Tôi bảo đảm ông luôn rồi chưa, ông có chưa đi vô chú thằng phải không? Có. Có đừng có đi gì thật nè, đi không đa. Bộ, người này bảo. Bộ hả? Nhưng mà nếu có đi là lâu lắm rồi. Lâu rồi. Nhanh lên, tăng tốc đi. Rồi, cái thùa chỗ này gió dữ quá vậy. Quá gió luôn. Nhanh tới gì ơi, chỗ này gió mát quá rồi. Chừng nóng bay nha. Ông Sáu ông trưởng đoàn ổng lên bàn cái tôi xuống hết mấy khớp luôn á. Rồi chào anh Tuấn ơi, nhanh lên Tuấn ơi, chiều nay mình làm một cái công tác cung khớ khá lớn. Còn mấy chiếc đẹp hay sao? Còn mấy chiếc đẹp nè. Ủa sao kỳ vậy? Anh Vũ đâu không chịu đi. Nó nói bây giờ đi vậy cũng không kịp. Rồi sao có mấy người đó có đi không? Có chị ba đi sao không? Đi đường nào? Đây đi đường này. Rồi cái thôi. Dạ nó ở vòng vậy đó chứ. Quý vị ơi, cái núi ở bển là như núi dài đó quý vị. Rồi, và nãy giờ từ bên đó rồi đi qua đây đó. Bên đó đó hồi nãy giờ núi điện bọt bên đó đó. Nhưng mà mình bỏ vô bà nè, vô bà này mình bỏ nè. À, cái đúng quý vị phía kia một cái núi cũng khá cao cao. Núi này thì là núi dài dặn liêm. Còn chỗ cái thằng này chúng tôi thấy đây nữa vì cao cao. Giờ tại chúng tôi sẽ qua tới đó. Bây giờ thì đồng đạo của chúng tôi cũng cố gắng đi. Cái này là không đi thành nhóm rồi mà đi lang thang rồi. Có một phượng ở đây đã thấy nó mạnh đó. Cái đồ gì đoàn của chúng tôi đi lây dai cũng gì. Còn mấy người đó sao mất tiêu rồi. Thôi thở hết trà hơi đó nha. Xe. Đoàn tôi 30 người, bây giờ còn có mấy ông nhau cái gì? Theo chú nghĩ là con là người đầu tiên đi núi qua.
Trước giờ có đi lần nào không? Không, con đi mình lên mà con có đi với mẹ con. Có đi mình lên nữa sao? Dạ, con. Có không, đi lúc này không? Đi với bạn con á. Có đi hả? Không, nhưng mà không lên tới mấy chỗ này. Dạ. Kiểu lên tới núi Cấm thôi. Đi tới chỗ chỗ Đức Phật Di Lặc thôi phải không? Dạ dạ, lên khúc đó thôi. Dạ. Yeah. Chứ không có đi vô mấy cái ngõ ngách này không biết đường đi nữa. Bởi vậy phải có người hướng dẫn mới biết đường đi. Sao đi thấy vui không? Con hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con nay 23. 23. Dạ. 23 vậy là tuổi tuổi thành nhỏ. Dạ. Tuổi thành năm. Tuổi tỷ. Tuổi tỷ hả tỷ? Tỷ. Cái gì? Hồi nãy các chị mà nghe ông Sáu bàn ra mấy chị có thấu chí nặng lòng không? Không, quyết chí, quyết chí được không? Quyết chí, không có nản chí. Nếu nản chí là không biết chừng nào đi được luôn. Dạ. Bởi vậy đi, mình về hết chảy luôn. Đi thì miễn có người đi cũng lậu luôn. Ừ. Có người đi cũng lậu luôn. Ba chị ở gần nhau không? Không, không ở gần. Ở xa, xa hết trơn. Tôi ở cái này. Còn chị ở A Cá Bí. Cá Bí, còn em ở trên Đình Đăng Hòa trên này trên... Bỏ cái nón của chị ra cho thấy sáng sáng chút qua, hơi tối chút. bây giờ thiệt nghe mấy chị ngày hôm qua nay mấy chị thấy đoàn tổ chức có thấy ổn không, thấy đi vậy là được không? Chu đáo vui vẻ. Ừ. Dạ. Anh ba hài lòng luôn. Thấy anh ba luôn. Mình nói chuyện có duyên không? Giỏi. Là đông, nhất luôn đó. Vậy hả? Ừ. Giỏi hay lão thông. Đó. Đó. Và chuyến này đi về mà thấy nghe nói gì thấy ham tu không? Cũng giỏi luôn. Anh hai chỉ biết quay phim thôi. Không, quay phim cũng giỏi lắm chứ. Anh hai thì bởi vậy. Hai ông chồng người chồng đi đợt này sao chồng? Đại quên rồi, chồng. Tôi nói thiệt luôn anh hoài. Anh ba mà anh muốn nói mà cho giỏi đó, nói được hen là tôi muốn cho ổng nói hay là hay. Dạ. Muốn nói giỏi là giỏi. Bởi vì mình nên kéo dài nhằn ra ổng làm hửa hoài lâu cũng chết luôn. Không hay đó. Ổng nói gì cũng như giờ trong tâm ổng nói ra mà nha. Nếu mà tôi cho ổng nói chứ lia hen không ai nghe được hết trơn luôn. Hai bả vậy. Em giờ ngang em tưởng chị là người nhà quê với chị nói chuyện mình nói hôn xe quẹt ẹt ẹt gì đó chứ cũng rành dữ. Trời ơi tôi nhà quê chứ gì vụ vậy thôi mà chứ đâu có mua bán gì đâu. Nhưng rồi cũng rành xe chứ. Đồng quê nhà giàu. Không mà có thuộc giảng không? Có thuộc giảng đọc bài đấy. Không. À, mà có biết đọc không? Không. Không luôn hả? Dạ. Mau giờ trong mình lắm. Cái đội vị phái đoàn của chúng tôi đã bắt đầu tới. Nãy giờ tôi trông quý vị còn hơn nước uống nữa. Ê, cũng đi đó. Dán đi còn chút xíu nữa tới rồi. Bây giờ không có ai nói đồng ý không? Ha. Vâng. Bắt đầu chúng tôi đi, anh đi theo nữa được không? Phải á. Ta đi có mình anh à. Là phải. Còn đi ai nhà chồng tập kè. Mà nó đi là mệt là sao ạ? Bởi vậy. Mỗi người phải đi có mình anh à. Dạ nè, phải không? Sao vậy? Sao nè? Tại ba bốn mà. Muốn rụng cái cặp. Tôi nói thiệt cô, tôi gặp anh này tôi muốn quay ảnh nhiều chút mà anh đưa cái bụng là lúc nào cũng thấy cái bụng anh không à. Ngặt đời, mình sao quay? Bên kia rồi, xong đa trà túi bên kia rồi, cho đâu có ở đây mình nói. Bên đây, ngồi đây nè. Bây giờ hỏi thăm chúng coi. Bây giờ rồi, coi nói cái câu này có đồng ý không nha. Bây giờ mới lên tới đây rồi, bắt đầu đoàn sửa sẵn đi nè, bắt đầu được không? Đi nữa. Hả? Chưa tới. Chưa. Đi nữa chứ sao giờ? Đi nữa hả? Đi mới được. Không sợ hả? Chứ sao? Phải tới chỗ cho con. Cũng được. Gần tới rồi, gần tới rồi. Thôi nói giỡn thôi, chút xíu gần tới rồi. Rồi nghỉ chút đi. Nói sao được. Thôi không biết đường đi đâu. Chờ xíu đi. Thôi kính thưa quý vị, giờ đây đoàn chúng tôi phải lên cái dốc này nó mới tới nha quý vị. Dốc này là một cái dốc cuối cùng.
lên quý vị ơi. Mình lên cái dốc này mình thở thì là tới liền. Dạ. Hít thở. Hít thở trời. Hướng đâu lại. Chào ở Tùng Quê mình cái coi nào. Rồi chào. Chào chào các anh em. Ơi, chào các chị em. Câu trình gia sứ quỷ. Phải nói là chuyến này là phải ban khen hết. Quý vị. Quý vị hết sức là mạnh mẽ khi đi vào chư thần. Nếu mà tinh thần yếu yếu là không có qua được nha. Chào ông hai. Chào luôn. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Thở mạnh một cái là tới liền. Các anh em vẫn còn đi giếng mới xuống đây mà. Dạ. Mình tính mình làm đi trễ rồi, các cô ở đâu lận? Dạ ở Đồng Tháp. Đồng Tháp, đêm nay ở đâu? Cái này đi về, con đi mấy bữa nay rồi. Dạ, về luôn hả? Dạ. Con đi hôm qua nay rồi. Dạ. Dạ, khoảng cũng hai mấy người. Dạ, quý vị hiện tại chúng tôi đang lên dốc luôn kìa. Leo lên dốc là tới quý vị. Tới, lên dốc là tới liền. Cái tướng gì đó mà sợ. Lên. Có đuôi rồi quý vị ơi. Không mà lên do chảnh cho quý vị thấy Phật Bà là khỏe lên liền. Ngày xưa đó dù chưa thằng nói cho quý vị nha, là có một dù đá lớn, xung quanh là những dù đá nhỏ lục cục nằm xung quanh hết. Thì tất nhiên là cái chỗ đó là chỗ hội bằng đào. Hội bằng đào đó quý vị. Dù chưa thằng là cắt chưa thằng hợp gì đó đó. Bây giờ thì hiện tượng như cũng đá nhỏ xung quanh mình không còn thấy nữa, tại vì xây dựng lên rồi. Kính thưa vì dồ chư thần cũng cấm nhân và chúng tôi đã đến rồi. Chín là chín chín là còn khía cát 100 nè, biết chạy bước đôi 100 nè. Còn nút nữa. Còn nút nữa. Lên. Lên. Lên cái dốc này là tới đó. Dạ dốc này là tới rồi. Còn hết còn dưới nữa hả? Còn. Cái gì vậy? Chỗ cao quá. Rồi, chẳng chốc gió không? Bên đây là mát. Cái bông này đẹp quá. Nãy giờ qua đây mình thấy hoài. Còn màu tím. Bông tú cầu hả? Thôi mời qua đây quý vị. Ồ có Phật Bà rất là đẹp nha quý vị. Chúng tôi gì có Phật Bà rất là đẹp. Đây có hình Địa Tạng Vương Bồ Tát nha quý vị. Còn đây có đây là Hiệp Thiên Cung. Một vị quan này chắc ở Diêm Vương quá. Vị này giống Tề Thiên quá vậy. Phải không? Phải Tề Thiên không? Không phải. Không phải hả? Cái gươm. Cái gươm hả?
Rồi. Còn đây là ông Nguyễn Trung Trực, anh hùng dân tộc tại thằng Nguyễn Trung Trực. Quá đẹp như vậy. Đã hiểu về cái đạo nhân quả, tất cả trên đời đều nhân quả, cho nên mình là những cái niềm tin làm tôn tổ thì phải chí thành 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 chứ chưa. Nếu mình đặt cái niềm tin mình sai chỗ rất là tai hại. Nếu tin đúng đó thì phước lưu vạn đại, còn phải tin lầm đó thì gây hại thiên nhiên, cho nên chữ tin rất là quan trọng. Thật ra mới nãy mà mình lần sườn xem là cũng nhờ mấy anh là quyết chí đi tái điện ha. Bây giờ quay ngược lên đây là chánh điện nè, chánh điện nằm này. Không có đi vòng vòng, đây chánh điện là quay lại mà quý vị mình để ra đi. Chạy ra, chánh điện cho nó đó, cho chú. Quay ra bây giờ. Ồ, qua đây nè mấy cô ơi, qua đây nè, qua đây. Đi. Không sao, cứ tự nhiên. Quay lên. Và các vị vạn vị như đây chắc thưa sao là đại diện cho người lớn tuổi trong đoàn lớn lắm rồi các anh chị cùng một em các vị mến mến giờ đây thì đoàn chú sang chúng ta đã đến nơi đây gọi là dầu chư thanh thanh thì nơi đây cũng rất là đặc biệt rất là cao luôn thì trang mình nhìn thấy cái không khí xung quanh thì phải nói rất là quý ngay thì hôm nay cũng là để chắc lẽ là lần đầu tiên vị đến đây cũng rất là nhiều thì có chị thì cũng đã đến đâu lần tôi đến đây thì để trước thì ta chứng kiến cái nơi mà thiên viên màu nhiệm của núi Thiên Cẩm Sơn và cái thứ hai là chúng ta lễ bái và cầu nguyện cho quốc thái dân. Giờ đây đang đến trên kính điện thì kính mời toàn thể quý vị biết kính điện xá ba sa kính thỉnh đồng quỳ cho nên mình quỳ được đất quỳ đi để chấp thư lên trang thành tâm tâm thành nguyện nam mô ta bà giáo chủ bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô ta bà giáo chủ bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô ta bà giáo chủ bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô thập phương thập nam mô thập phương pháp nam mô thập phương tăng nam mô phật phật tổ phật phật thầy quang quang vượng đàng đàng đại thần thần chư quang hữu thần chư vị sơn thần chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh minh minh. Hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm Quý Mão. Tất cả chúng con có tạo nhân duyên trở về nơi đây trước để kính viếng về lễ bái. Sau chúng con cầu nguyện cho quốc thế dân an, nhờ ơn các ngài gia hộ cho thế giới được hòa bình, đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, nhà nhà được an cư lạc nghiệp, ba tánh vạn dân từ tâm ba cái giải thoát mê ly, và gia hộ cho đủ quyền thất độ chúng con sớm nhẹ tách đường duyên siêu sanh tịnh độ, và gia hộ cho phụ mẫu chúng con tại đường được tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ được trực chỉ tây phương, và gia hộ cho đoàn chúng con trên đường đi được mạnh lành, và khi trở về nhà phát tâm tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đứng lên. Sáng một sáng tu cắm ở dưới này thì cắm nó thì gom hương mình cắm đây đi dưới này.
mình lấy một mớ mình cắm cắt thâu này nhé. Đây đây nè, à, rồi à, đi đi cắm đi, cắm được không? Chỗ cây 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 con ơi, ấu đen sao đi cắm tiếp đi con, sau lưng nè, đưa giờ rồi cho qua đi, đó cắm hết rồi, cắm hết đó đi anh, cắm hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tin đồ quý vị mến, giờ đây chúng tôi đang xuống lần lần nơi đây, cái điểm này đó thì cũng có một cái chỗ tham quan cũng rất là hay. Có một cục đá quý vị ơi, bây giờ có một cái đầu rắn đầu mãng xà đi ở đây thôi. Lên thì mình không có lên đây để làm, chắc là chỗ có chỗ thờ quý vị. Có cái đầu rắn nào quý vị ơi, chỉ có một cái mỏ đá giống đầu rắn thôi chứ ngoài ra không có thấy gì lạ lắm. Trên đó có thờ gì không con? Dạ thôi vậy được rồi, mình chỉ giếng nhiêu thôi. Ừ mà khi đó chẳng khoan cồng rồi, cồng nó nhỏ không lẽ trên này có bạc thiết không? Bạc thiết trời nha, trơn quá trơn. Coi đó nó có hai cái hang gì không? Mấy anh tôi ở sau tầm chưa xong hả? Ờ mình cũng khai thác chứ, anh giới thiệu rồi. Phải khai thác tới bến luôn. Tôi tới bến thấy có cái hàng đó. Ờ có nhiều bạn bình luận ngộ lắm, chút xíu sao bình luận sao? Phải ông đi bình luận cho ông nghe, đưa lên là hot liền. À các thưa quý vị thân mến, giờ đây thì đoàn của chúng tôi đã thăng hành lần trở ra chùa Phật Nhỏ. Nơi đây thì hôm nay trời cũng rất là gió mát. Trời ơi tình hình bé không?
mày đi khai cái đầu gối nó muốn xúc ra. Nó muốn xúc hả? Ừ. Có đề nghị ai rắp loại không? Ồ, nhưng mà mới tắt thì ra mình tự mình nói mình qua đây là đâu có gì. Thấy hay không? Cái chân chú cái chạy chân chắc đó phải không? Đâu có, ở trên chót giót đó đó. Lên trên đó đó hả? Ừ, lên trên đó đó, trên cao nhất của điện chưa thằng. Mà trắng trắng là chân chú cái cao đó đó hả? Ồ, mình lên trên chóp gót chỗ đó luôn á. Ừ. Cái đó là dồn chưa thằng cái đó đó. Trắng chỗ này nè, chỗ cái cây vàng vàng cái chỗ này hết chỗ cây vàng vàng này tới. Này ta lên trên chót luôn. Luôn hả? Cao nhất trên đó luôn. Đâu giữ chợ. Trên đó luôn á. Rồi giờ cái dãy núi cấm bên đây rồi cái đó là núi riêng đó, cái núi đó là riêng rồi đó, núi dài đó. Núi dài đó hả? Ừ. Còn cái dãy nhà bên đó là bên núi cấm đây là bên bên cam hay không có kìa, cái dãy núi dài nó thọt lên nguyên cái dân nhà bên đó kìa, bên đó là miên rồi, bên đó là miên đó ha. Ừ. Tại vì cái thưa quý vị, hiện tại là cái giò đồ dồ mà xa nhất đó quý vị thấy đó là điện mùa ong, còn đây là dồ bà chỗ này nè đó. Thì từ bên kia mình đi trốn dồ bà, mình đi ở dưới chiền, mình đi lòng qua đây. À, cái đồ gì giờ đây thì đoàn của chúng tôi của cô Phượng Hòa Bình sẽ xuống núi quý vị, nơi đây là chùa Phật Nhỏ. Đoàn đã viếng thăm dầu chưa thằng đã xong, bây giờ thì bắt đầu xuống núi để mà về bến xe. Đoàn mình tự túc chỉnh lễ mới về. Trời mình số thang con thang hay còn làm việc kìa. Tính cho qua luôn. Đi ăn cho qua luôn đi. Tại vì sách dép không làm sao? Rồi đi đi đi. Rồi chúng ta lên đường nha. Còn ai không? Còn ai đặt con phụng nha. Mày đi luôn. Người thân của mình mà nhớ lại người thân của mình coi đủ hay không? Bây giờ đúng rồi, chúng tôi kiểm tra nha. 2. Bắt đầu từ đây. Đi xuống luôn. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 là này không phải? 9, 20, 21, 22, 23, ủa sao có nhiêu à, 23 người à, tôi nữa là 24, 25, ủa, 26, 27, không lẽ dư người, chắc nữa, gì hả, 23 thôi, gì hả, ủa sao biết, 23 với 3 đứa lắm, có kể luôn, ủa gì vậy, tôi đúng, tôi đếm, anh đếm 24, dư người rồi, chắc, không có, chắc có lẽ là anh đếm dư, dạ, anh bị chốt một cái là thấy hơi dư. Chẳng điểm con chớ có điểm luôn. Chẳng điểm con chớ có điểm luôn. Ủa các mình trả tiền. À kính thưa quý vị, đây là núi Bà Đội nha quý vị. Chúng tôi comment gần lại cho quý vị thấy núi Bà Đội. Đó, quý vị. À, bây giờ đoàn chúng tôi đã rời khỏi chùa Phật Nhỏ, trở xuống chân núi nha quý vị. Đây là những người sau cùng. Hôm sáu mình bận lên thì khỏi kè, mà bận xuống mất kè rồi. Chiếc đoàn mà kêu đi xe. À, cái thú vị. Ở bên đây có một con đường, tới hai con đường quý vị. Một bên là để xe chạy và một bên có nấc thang, thì chúng ta nên đi đường nấc thang nó tốt hơn. Đường xe chạy thì sẽ chơi bị chân chợt nha quý vị. Wow, dọc đó dọc đó dọc này xuống sao nổi dọc thiệt. Nhưng mà xe không đa sao không chạy được hết.
mình không dám chạy thiệt quá. Cái đường xe đó hình như ngày nay không có dấu xe chạy đâu. Sao biết? Hả? Sao biết? Lá cây còn nguyên nè, nó lên dốc nó thổi bà cái bồ thổi bà cái lá tre bay hết rồi. Thấy lá tre còn nguyên rồi. Cái dốc nó chân nhớt xe không có dấu luôn, dễ gì dám. Đâu cứ con xuống coi nhận xét gì đúng không? Ừ, kính thưa quý vị, giờ đây thì đoàn chúng tôi đi xuống cái đường này thì phải nói nó cũng rất là đường rừng nha quý vị. Đường này là giống như cố cụ xưa nay. Thôi. Thôi. Hey. Dòm coi. Dòm thấy hai cái má không? Ừ. Đây, cái má đây. À kính thưa quý vị, chúng tôi phát hiện ra một cây đầu rắn đặc biệt như vậy. Cái này là đá nhân tạo chứ không có sửa chỉnh gì trơn ngang. Đâu có làm gì được. Mình theo dõi ở đây người ta có ghi là điện Thánh Quy. Thánh Quy hả? Là đầu quy hả? Đầu rùa. Đầu rùa. Vậy là tính ra cục đá phía trên luôn. Dạ, điện Thánh Quy. Vậy là đầu này là rùa quý vị ạ. Ha, cũng ha, đặc biệt ha. Đây. Ha. Ừ, giờ thấy cái máy nhìn dạnh luôn ha. Ừ. À, nói chung là có những cái tảng đá nhìn thấy rất là hay quý vị. Chỉ cục đá vô khi nhưng mà mình giờ là rất là ấn tượng hai chúng thành. Ồ đúng là cái dốc này ghê thiệt ha. Đường này thấy chỉ là ngày nay không có xe chạy thiệt. Có luôn. Ta có chạy đường bên kia rồi. À, kính thưa quý vị, hiện tại chúng tôi đứng góc độ quay phim rất là đẹp nha quý vị. Đầu chúng tôi đang xuống núi hướng này. Nhưng mà có một cái dù đá trôi voi bên đó kìa. Đó, hướng đó đó. Quá đẹp ha. Cái ngọn núi cấm này như vậy là mình thấy nó làm như là nó hót vô. À, cái đâu quý vị, hiện tại chúng tôi đang xuống cái dốc rất là gắt quý vị. À, dốc là phải nói là có nắp thang mà đi rất là mỏi. Đó, đó, thấy xe chạy chưa? Đó, đâu đó, đó. Để nói ông, tôi nói đường xe chạy là xe chạy, giờ thấy bánh mới chạy sẵn đó rồi. À, cái đâu quý vị, hiện giờ chúng tôi đang qua một con suối thôi. Nước thì cũng không có chảy nhiều không? Ờ, đoàn của chúng tôi đang dừng chân tại đây nè quý vị. À, chút xíu nữa là cho có gian được rồi. Hỏi anh khỏe không, anh trả lời gì rồi. Hồi nãy có một người kêu cho có gian. Gì hả? Ừ. Tôi hỏi ông mình trưởng đoàn, có đoàn. Mình nhảy lên xe ông Đa đi coi sao được. Đó đúng rồi đó. À, à đúng rồi đó. Chuyện bỏ này, cho mà lên mình đi bộ coi sao được. Mai mốt mình rủ ai đi. Mai mốt rồi rủ ai đi. Ai bầu cho mình làm chở khóa nữa. Phải rồi. Phải. Có lý. Bây giờ mình cho chặn pháo tay coi nè. Cái chớn này là chịu làm chứng đoàn. Quá hay luôn. Cảm giác đi muốn hết nữa. Cũng phải ráng đi cho được. Cũng phải ráng đi à. Rồi dễ đi. Cái đó nếu mình không đi đó. Mà khi người ta về tao nói ta đồn. Ừ. Trưởng đoàn mấy ông đó uổng. Trưởng đoàn gì mà chơi, đi nữa chừng bỏ đường rồi. Bỏ lính. Bỏ lính đi lang thang. Lang thang hết trơn. Trời ơi, nổ. Nhưng mà hỏi thiệt cái giáo ơi, Liên nhận cái chức trưởng đoàn này không có hối hận không? Không sao được không? Hai đồng nước. Có người chen kia có gian nữa hả hai? Vậy đó hả? Còn sao có gian nữa? Có gian nữa hả? Ổng đi rồi mà thấy cảnh. Đâu có. Muốn dữ lắm mà nhớ lại cái chất chữ đoàn mà không dám. Quá vậy. Ôi đã nói hôm qua rồi. Lãnh cái chức chương đoàn coi vậy chứ. Khổ lắm. Mà sang hơn ta chút là hơi nguy hiểm. Chữ đoàn mà ngồi uống cho mày uống ly nước nghe là cũng bị nói. Có chức có phận là mình muốn đi riêng là không thấy được. Trời ơi. Về hôm qua chương đoàn đi trước mà. Làm thôi. Ông nhảy đi trước mà. Dân làm là phải phải làm tròn cái nhiệm vụ mới được. Mới vậy mới có uy tín chứ. Nói vậy là cái người giữ giới nó khó. Đồ qua. Tôi tính nè.
mày đi nó thiệt anh sống lắm, đừng quay đi mẹ quá anh hai ơi. Ờ, kính thưa quý vị, xin giới thiệu đây là phái đoàn của chúng tôi, đoàn cô Phượng. Giờ đây cái ở sau còn ai nữa không? Ồ, vậy là mình là tấp chót rồi hả? Đi đường này phải không? Rồi, đi thẳng xuống. Chút xíu tôi điện anh ơi. Dạ. Cầu cứu rồi. Ủa, ở đây điện đâu được đâu? Bởi vậy. Mới nói tôi nhớ lại điểm được nữa. Kính thưa quý vị, tấp chót của chúng tôi. Tấp chót của chúng tôi rất là... Đây là đội quân tóc dài. Đã mấy mùa ra chặn. Trước khi đi về sửa tướng mẹ tầm tiện như lắm đó anh hai. Ừ. Mà như vậy á, thôi vậy là tầm tiện nữa là xong á. Thôi, 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 thôi,